Pan. Dường như là Pan Katha. Một loại chém tuyển. Vâng, trở lại với màn hình máy của game thủ Lê Duy Khánh. Một foil vẫy tay nhưng mà hơi xa. Còn câu về là cũng hơi mất tay đấy. Có vẻ như là hơi giật. Chưa thấy thêm đồ ăn nào cả. Mới chỉ là một vòi đòi cho Pan rồi. Dường như bài có vẻ này quay về với lối mòn cũ, là bài nghiệt dành cho game thủ Lê Duy Khánh rồi. Quân thì có vẻ là khá ổn, khá tươi. Bài thì nó là ngược, hoàn toàn ngược lại. Phải đưa bằng được con voi này về với nhà chính một cách an toàn. Rồi. Giờ mà thấy thêm đôi voi với bãi hiệu, bãi quả đấy nữa thì may ra còn còn ổn. Vâng, đã thấy quả rồi. Đôi voi nữa. Thật sự là đúng bài. Một khi đã thấy quả thì kiểu gì cũng thấy voi. Đồ là một câu đôi voi luôn cho nó mát. Hiêu luôn này. Có khả năng là để lại ăn hiêu luôn, câu một con thôi. Cắt dần đi ăn quả rồi, chuẩn bài rồi. Rồi nhìn 7 thằng dần đi như một vị thần. 19 dần của bạn. Rồi cho nó xúc luôn được rồi đấy. Vâng, ăn hiêu. Vâng, đồ lô về thời điểm đầu là không có, nên là cái việc một cách đời nó cũng không phải là quá sớm đến được bạn. Cái này hay không phải là sớm. Năm hiêu, 6 hiêu, 7 hiêu luôn. Ice, 23 dân đến từ game thủ Nguyễn Lâm Tùng. Vâng, như vậy là có một bàn đánh ít dân thôi. Bãi vàng này vẫn hở. Đánh A, chứ không phải đánh L.
khoảng 21 dân với ông bài 15x đến từ bạn. Câu ăn luôn con voi thôi. Vâng, dường như là game thủ Lý Khánh muốn đánh cùng giờ. Vâng, đánh cùng giờ cho nó chuất. Vâng, lên đây là ngang phèo nhau. Bây giờ kéo dân vào thôi. Thủ rầm thôi. Vâng, có bánh xe. Một bàn đánh cùng R đến từ Pam của game thủ Lưu Duy Khánh. Không đúng thôi khi mà đây là một bàn kín đến từ game thủ Lưu Duy Khánh. Hở kìa. Vâng, những tân hở như này thường là những tân hở cực kỳ định mệnh. Không để ý thì nó cực kỳ là nguy hiểm. Hai A thủ và hai A công rất hợp lý. Hai A thủ và hai A đi móc máy. Vâng, lên đời cũng chỉ muộn hơn một chút thôi, đó là game thủ Nguyễn Lâm Tùng. Rồi, gõ một luôn rồi, xong. Vâng, tỷ số đang nâng lên là 3-1 dành cho game thủ Lưu Duy Khánh. Chiến thắng dành cho game thủ Lưu Duy Khánh ở trong trận thi đấu này rất nhanh, khi mà game thủ Nguyễn Lâm Tùng cảm giác không nhai được. Có một quýt luôn. Tỷ số được nâng lên là 3-1 dành cho game thủ Lưu Duy Khánh. Và chúng ta sẽ cùng chờ để bước đến với những trận thi đấu tiếp theo ở vòng bảng. Ở trong giải đấu AOE lên tỉnh 2017 ở khu vực Lào Cai, Yên Bái.